Chào bạn nha, hôm nay mình tiếp tục theo cái anh thợ cưa, ảnh hạ cái cây dừa các bạn ơi. Cây dừa cũng gần nhà các bạn, tại vì chủ nhà người ta đang xây cắt lại nhà mới đó các bạn, cho nên cái phần nước ở ngoài sau sẽ làm cái bếp á, nó có mấy cái cây dừa nó bị dính vô đó các bạn. Nè, nhà ta đang xây các bạn, đang cắt nha. Đây ở thị trấn Phú Mỹ các bạn ơi, huyện Phú Tân nha. Đây, giờ mình đang đi cái con đường vào để mà ảnh hạ cái cây dừa nữa mà ở ngoài sau hả. Rồi mình để mình đi ra ngoài sau mình quay cái cây dừa đó cho các bạn cùng xem với mình nha. Đây là gắt dừa nha các bạn, cách đồng quê nha, xài rồi dừa vọng này kia các bạn. Rồi để ra sau khi mà ảnh leo lên cái cây dừa mình quay cho các bạn cùng xem với mình nha. Đây các bạn ơi, cái nhà này người ta đang cắt các bạn, nhưng mà nó có cái gốc dừa này các bạn ơi, nó dính vào vô chỗ cái phần của cái nhà người ta đó các bạn, cho nên cái nhà người ta kêu hai cái gốc dừa này các bạn. Đó, đây cái cây dừa này các bạn ơi, hạ cây dừa này nha. Rồi tí nữa anh thợ anh lên hạ cây dừa này rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Đây cái anh thợ cưa đây các bạn ơi. Chỗ đó là cái góc gọi là cái góc người ta làm nhà ở đó, là nó nằm ở đây có hai anh chị em đứng đường kia chạy tiếp tục là anh chị em bắt đầu từ các bạn. Thôi cây chuẩn bị ngã các bạn, ngã nguyên cây luôn. Hôm nay tiếp tục là Estin để bán hàng cũng mừng nha các bạn. Giờ anh cắt hai cái dừa rồi đó, cắt cái nhỏ rồi cũng nhào luôn rồi lấy được một cái dừa rồi. Giờ anh cắt hết mấy cái tàu các bạn. Thank you.
hủ nha các bạn. Đó mình gọc ở trên đó đây nữa, mình giải gạch ra, mình giải lấy củ hủ luôn mà. Tại vì nó nhiều bẻ, mình gọc ở đó khi mà mình lật ra là mình lấy nó rất là dễ dàng luôn các bạn. Tại vì nếu mà lấy sâu dưới này quá thì nó già nha các bạn. Còn mình lấy cao cao trên đó tí thì củ hủ nó non, mình ăn nó dễ hơn, nó ngọt hơn. Bây giờ ảnh chuẩn bị hai gốc luôn các bạn. Lên tiếp trồng dừa các bạn, bên này cũng có nhiều những hàng cây dừa này các bạn, có rất là nhiều dừa luôn. Lên liếp 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 trên trồng dừa. Đây giờ anh lật đó các bạn, lật ngang luôn các bạn, tại nó đứt rồi đó các bạn, xô cho lật ngang luôn. Đó, quá hay luôn, quá tuyệt vời luôn. Rồi tí nữa coi ảnh có cắt cái kia không. Rồi xong rồi, ban chấm mình kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem video rất là nhiều nha.